Hello, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái ảnh nền Minecraft cho màn hình máy tính của mình. Sẽ tự tạo một cái ảnh nền qua skin của mình ở đấy. Thì hiện tại thì các bạn có thể sử dụng rất nhiều loại phần mềm có thể tạo được cái ảnh nền cho riêng mình, ví dụ như là Cinema 4D hoặc là My Imator. Thì hai cái ví phần mềm đấy thì nó đòi hỏi mình phải cài đặt, nhất là cái Cinema 4D là nó đòi hỏi mình phải có kiên trì học tập để có thể làm được những cái ảnh nền hoặc là làm những cái hiệu ứng animation của nó một cách chuyên nghiệp, hoặc là nếu mà bạn có thể muốn đơn giản hơn thì các bạn có thể sử dụng MyMeter để có thể tạo ảnh nền cho mình. Nhưng mà hai cái đấy đều phải đòi hỏi mình tìm hiểu rất kỹ và có thể học hỏi trên trang web Google để xem những cái hướng dẫn của nó, phải gọi là cực kỳ kiên trì và khá là phức tạp, không đơn giản. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái cách làm đơn giản hơn, là mình sẽ sử dụng trang web website nó làm sẵn cho mình chỉ việc add skin của mình vào thôi. Thì ở đây mình hay sử dụng, phải nói là hay sử dụng, mình rất chi là thích tự làm cái wallpaper tự chiếu như mình. Thì ở đây mình sử dụng cái trong website này, minecraftnovaskin.me. Ok, vậy thì chúng ta sẽ truy cập vào xem website nó ra làm sao nào. Ấy. Đây là giao diện cái website làm ảnh nền của trang web này. Thì hiện tại nó có rất là nhiều mẫu đây, các bạn có thể thấy các mẫu người ta để sẵn ở đây cho mình để mình có thể chọn, nếu mà mình thích cái nào thì mình kích vào thôi. Ví dụ mình sẽ làm mẫu cho các bạn ở đây, thì mình sẽ chọn cái nào nhỉ, những cái bên trên mình đã làm hết sạch rồi, xem có mẫu nào mới không nào. Thì vì kéo càng xuống dưới thì nó sẽ có thêm càng nhiều mẫu mới cho mình. Đây các bạn có thể thấy bên dưới này, à, cái này khá là hay không. À, cái ảnh nền World Cup. Đây mình sẽ chọn cái này đi. Mình rất thích con rồng con này, nhìn nó có vẻ hay. Đây các bạn click vào thì nó sẽ hiện lên một cái giao diện này. Wow, giao diện mới. Thì ở đây các bạn có thể, đây các nhân vật thì ở đây nó sẽ hiện lên cái skin Steven Steel. Thì các bạn thay skin của mình vào thôi, đơn giản. Thì mình kích vào, mình muốn cái skin của mình là người nào thì mình sẽ click vào cái con Steel đấy, mình thay skin thôi. Ví dụ ở đây mình sẽ add skin của mình vào đây. Ví dụ mình sẽ add skin mình là game VMRK 91. Ok, ấn vào player để tìm kiếm. Thì cái account của mình là account premium nên là mình có thể tìm trực tiếp như thế. Là đơn giản, nó tìm lên Mojang của nó lấy skin của mình trên Minecraft thôi, thì nó add luôn skin của mình vào đây. Còn đối với các bạn crack thì các bạn sẽ phải đã cho mình sẽ hướng dẫn sau. Ví dụ mình sẽ add thêm một người nữa ở đây. Add thêm ví dụ ở đây cho là ai nhỉ? Đây cho Sunny đi. Sunny. Ok, team player thôi. Đây rồi, Sunny đây rồi. Mình sẽ add thêm thằng bạn mình vào đây. Ví dụ như vậy. Thì thằng bạn mình nó không phải là account premium, thì premium thì mình sẽ quên mất là phải sẽ ấn về tìm ấn tìm kiếm ở đây. Cái skin game VNMRH mình đã tạo ở trên Minecraft Novaskin.me này. Thì đây là thằng bạn mình đã tự vẽ skin cho nó trên này. Đây rồi. Đấy, đấy là mình đã add xong ba người. Ví dụ đây mình add Sunny, add mình và đây là bạn mình. Đây, mình add vào trong cái khung hình nền này. Sau khi mình add xong mình khá ưng rồi thì mình sẽ chọn lưu. Thì mình chọn cỡ ảnh ở đây. Mình có thể chọn tùy chọn rất nhiều cỡ ảnh ở đây, nhưng mà hiện tại thì màn hình của mình là 1366 nhân 768, nó đã khuyên dùng ở đây. Mình sẽ click vào đây để lưu cái cỡ ảnh này là 1366 nhân 768. Ok.
Sau khi bạn click vào 1366x768 thì sẽ đến mục tiếp theo là hiệu ứng. Các bạn có thể lựa chọn những cái hiệu ứng nó để sẵn ở đây cho ảnh của mình. Ví dụ mình chọn clarity này thì nó sẽ tăng độ nét của cái ảnh nền của mình lên. Yes sir, nó vừa sáng hơn mà vừa nét hơn, sắc nét hơn. Hoặc là các bạn có thể tùy chọn những cái hiệu ứng khác, ví dụ ở đây grungy xem nó ra sao nào. Wow, cái này tối quá, xấu quá. Bút lên xem nào. Ảnh cũ xem nào, hiệu ứng ảnh cũ. Cũng chẳng đẹp lắm. Thôi mình đã sử dụng cái clarity này vừa sắc nét vừa sáng hơn. Okay, sau khi bạn chọn cái hiệu ứng này xong, bạn cảm giác ưng mắt mình thì các bạn sẽ kéo xuống bên dưới, chọn đây là chọn cái kiểu file ảnh bạn muốn lưu trữ là gì, JPG hay là PNG. Sau khi mình sẽ chọn cái JPG này để có thể cái chất lượng, cái kích cỡ ảnh nó nhỏ hơn. Nếu các bạn chọn PNG thì cỡ ảnh nó sẽ là cái dung lượng ảnh nó sẽ lớn hơn. Sau khi chọn cái kiểu file ảnh của mình thì mình sẽ click vào download, lưu cái ảnh nền của mình về thôi. Đây rồi, hiện mở thư mục. Đây rồi, đây là ảnh nền của mình. Yeah, đẹp em, khá là đẹp, khá là ưng. Cái gì đây? À, đang cầm máy quay. Đây là con gồng. Thật là đáng yêu, nhìn như con rồng ở trong gắn bầu. Con rồng ở trong gắn bầu, y xì luôn. Đây là Sunny, và đây là mình, đã bắt một con kiểu. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong cái ảnh nền của mình và tiến hành đặt làm ảnh nền cho mình thôi. Xem nào, trên Nguyễn Thành Quả, gì đẹp em. Mình sẽ xem nào, check. Ok, xong. Đấy là mình đã hướng dẫn các bạn làm tự tạo một cái ảnh nền cho riêng mình, ảnh nền Minecraft sử dụng skin của mình. Đấy, các bạn có thể tạo bằng những cái khác, các bạn có thể chọn ở đây và đặt skin của mình vào, đơn giản thế thôi. Còn mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn, nếu mà các bạn không phải là cái account premium thì các bạn sẽ truy cập vào trang này, Nova Skin ở đây, Nova Skin Me. Các bạn tạo một tài khoản ở trên cái trang này, đăng nhập vào, rồi các bạn sửa cái skin của mình rồi lưu nó lại ở trên cái trang này. Ví dụ ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem luôn cái account của mình, phần đăng nhập vào chỗ nào nhỉ. Mình sẽ đánh vào đây, đăng nhập vào đây, sign in. Đây bọn mình sẽ kích vào đây, sign in. Thì mình đã tạo tài khoản ở đây rồi thì mình cứ việc đăng nhập vào thôi. Bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Google của mình vào cái trang website này. Yeah, hoàn thành. Đây, đây là cái tài khoản của mình và đây là những cái tờ skin của mình đã mình đã lưu lên trên này. Đây, cái ảnh GameVN MRH của bạn mình thì mình đã lưu ở đây lên là. Chính vì thế vì sao mình ấn GameVN MRH nó có thể tìm đến skin của bạn mình. Đấy, thế là ví dụ như mình lưu cái skin này lại để mình có thể sử dụng được ở trong cái ảnh nền đấy. Ví dụ mình sẽ lưu skin này lại. Silver Given name Test. Ok, đi test Silver. Thì cái khi bạn save vào lại như vậy thì nó sẽ save vào trong cái gallery của mình. Thì mình có thể tìm được nó. Giữa mình ở đây test. Ra thật là vớ vẩn. Mình sẽ vào lại cái trang của mình để mình xem nó có lưu ở đây chưa. Đây là cái site thư viện của mình ở trên Minecraft.novaskin.me.
Sai bên nào yêu đâu rồi, xe không có ở đây này. Mấy skin đâu rồi? Có lẽ mình phải draft lại. Ok, lưu lại rồi mà. What the fuck? My skin. What the hell? Chà. Thật là khó chịu đâu nhỉ. Không hiện ra ở đây. Sẽ lưu lại một lần nữa. Game VN test. Game VN test ở đây. Silver. Girly post ở đây xem nào. Ok. Đấy, đây là mình đã lưu lại cái skin này ở trong cái gallery của mình để mình có thể sử dụng để wallpaper. Đây, sử dụng wallpaper ở đây. Wallpaper me. Mình sẽ sử dụng nó để sử dụng để làm cái wallpaper. Đấy, ok. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ đã hướng dẫn xong các bạn cách tạo một skin là cái tạo một cái ảnh nền Minecraft cho riêng mình. Vậy thì về sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm những cái khác theo yêu cầu của mọi người yêu cầu. Nếu như các bạn thấy cái video này của mình hữu ích thì hãy like để ủng hộ hoặc là subscribe để nhận thêm nhiều cái hướng dẫn mới từ cái channel của mình nha. Cảm ơn. Tạm biệt các bạn. Goodbye.